Một nhóm thợ săn cá mập đã vô tình phát hiện ra quần thể cá cổ đại Silken từng được cho là đã tuyệt chủng ở ngoài khơi Madagascar phía Tây Ấn Độ Dương. Cá Silken có cấu trúc cơ thể rất độc đáo, có khớp nối gần như tách biệt hoàn toàn nửa trước và nửa sau của hộp sọ ngay từ bên trong. Các nhà khoa học cho rằng chỗ uốn cong ở khớp nối giúp cá vây tay, dễ dàng nuốt chửng những con mồi lớn. Mắt của Silken rất tinh và có chứa chất phản quang như ở mắt mèo, giúp chúng rất khó bị bắt trong mọi điều kiện tự nhiên dù là đêm tối. Theo các nhà khoa học, loài cá này có niên đại cách đây 420 triệu năm, từng được cho là đã tuyệt chủng cách đây 65 triệu năm. Đến năm 1938, một con Silken lớn với 8 vây có đốm trên vảy lần đầu tiên được phát hiện trở lại ở ngoài khơi bờ biển châu Phi. Theo sách đỏ, tình trạng bảo tồn của loài Silken ở mức cực kỳ nguy cấp với số lượng cá thể còn lại trong tự nhiên rất thấp.